sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coupler. Coupler hân hạnh đồng hành cùng Ca Cộng Sport. Đó là một cột mốc rất đáng nhớ của đội đua này, một thập kỷ cuối cùng họ đã trở lại đỉnh. Vừa rồi là tình huống xử lý không tốt của Carlos Sainz tại khúc cua đầu tiên. Trong số những tay đua chưa thiết lập thời gian có Max Verstappen. Vừa rồi là pha xử lý đưa chiếc xe đi rất sát tường của Franco Colapinto tại khúc cua áp chót, thậm chí là đã va vào tường. Thời gian thi đấu chính thức cho Q1 đã hết. Ricardo vẫn đang ở vị trí thứ 15. Bây giờ Stroll, Ocon hay Chu Quán Vũ mà cải thiện được thành tích thì Ricardo chắc chắn sẽ bị loại. Ngoài ra Bottas cũng đang chuẩn bị kết thúc vòng flying lap của mình. Ricardo đã xuống vị trí thứ 16 và tay đua gặp nguy hiểm bây giờ là Carlos Sainz. Carlos Sainz của Ferrari đang ở vị trí thứ 15. Sainz cũng đang có vòng flying lap nhưng vấn đề là anh đang có màu vàng ở phân vùng 2, nghĩa là anh đang không có được tốc độ tốt. Leclerc cũng đang có một vòng flying lap. Sainz đã đưa mình lên vị trí thứ 6. Ocon đã xong việc của mình. Thì những chiếc xe đến từ các đội đua khác nhau đang có những phản ứng với nhiệt độ mặt đường vào lúc này. Vừa rồi thì Verstappen đã ở rất sát với lề đường. Có lẽ anh ta phải cảm thấy rất may mắn khi mà mình không bị va chạm. Và sau đó khúc cua ngay cuối trước khi về đích thì bị hoàn toàn đi vào track limit. Rất may là tình huống này anh Nam ạ, anh ta không đâm, anh ta kiểm soát rất tốt khi mà chiếc xe bị văng đuôi ra như thế. Lando Norris cũng đã phải sửa lại một chút, tuy nhiên vấn đề của anh ta không quá nghiêm trọng. Alonso lên vị trí thứ 9, Yuki Tsunoda đang là người ở vị trí số 10 vào lúc này. Một đôi của William chuẩn bị kết thúc vòng flying lap. Magnussen chỉ lên vị trí thứ 12, Perez rơi xuống vị trí thứ 11. Tsunoda cũng chưa xong chuyện, nhưng anh cũng không cải thiện được thành tích. Và bây giờ là Albon, Albon có vị trí số 10 và đã kết thúc vòng flying lap của mình. Colapinto thì sao? Không cải thiện được, như vậy Williams xem ra sẽ chỉ có nhiều nhất là một mình Albon đi tiếp thôi. Như vậy họ bị đẩy xuống rồi, Tsunoda vươn lên vị trí thứ 8. Cách biệt với vị trí an toàn bây giờ của Perez đang là gần 0,2 giây. Nico Hülkenberg, người đã đua chậm ở phân vùng 1. Trời ơi, Perez đã kết thúc vòng đua của mình rồi và anh chấp nhận bị loại tại qualifying 2. Như vậy là Red Bull sẽ chỉ còn lại một mình Max Verstappen. Và thêm một vòng đua nữa, một chặng đua nữa chúng ta thấy được rằng là những vấn đề với chiếc xe RB20 vẫn chưa được cải thiện. Ở khu vực 2, Verstappen nhanh hơn 2 trên 3 phân vùng rồi. Ở khu vực 3 thì sẽ như thế nào đây? Và còn cả Lando Norris nữa, anh sẽ có câu trả lời như thế nào? Piastri nhanh nhất tại phân vùng 3 và dường như là đã có một ai đó phanh gấp. Một vụ tai nạn từ chiếc Ferrari cờ vàng tại Singapore. Không thể tin được, cờ đỏ luôn rồi. Carlos Sainz. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống Carlos Sainz. Chiếc xe của anh đã va thẳng vào người ra. Max Verstappen là chiếc xe ở ngay phía sau của Sainz. Why did my laptop get deleted? I crossed before it was red. We're just looking into that, mate. Verstappen thì trước đó không hiểu tại sao laptop của anh bị hủy. Có thể như thế nào đây? Anh đã có màu tím ở khu vực 2 rồi, ở khu vực 3 thì sao? Lando Norris vươn lên vị trí dẫn đầu, 1:29:53, rất ấn tượng với Lando. Còn đây là Leclerc, Hamilton và Verstappen ở ngay phía sau. Cả hai tay đua này đều có màu vàng khu vực 1.
Leclerc vẫn đang có màu xanh lá cây ở hai khu vực Alonso và Hülkenberg là những cái tên tiếp theo đã ấn định thời gian dành cho mình rồi. Tạm thời họ đang đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Đây là Leclerc sẽ sao đây? Leclerc chen vào giữa Hülkenberg và Alonso. Không phải là quá tốt. Hamilton thì đang về đích. Lewis Hamilton. Kinh nghiệm tại Singapore được thể hiện khi Hamilton nhanh nhất ở khu vực 3, vươn lên vị trí thứ 2. Còn đây là Max Verstappen, màu vàng cả hai khu vực đầu tiên, và Verstappen vẫn có được vị trí thứ 2. Dù anh không làm tốt hơn chính mình ở hai khu vực trước đó, tuy nhiên vẫn có thể vươn lên được vị trí thứ 2 là rất ấn tượng. Russell có được vị trí thứ 4, xin đã ấn định vị trí thứ 8. Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coupler, Coupler hân hạnh đồng hành cùng Kakao Sport.